Sáng nay, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị lần thứ 3 mở rộng, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch COVID-19, tuy nhiên Quận ủy đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trên các mặt công tác. Qua đó, kinh tế quận từng bước được phục hồi, trật tự cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy hiệu quả. Đặc biệt, quận đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021, Quận ủy tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tập trung chỉ đạo phục hồi, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống nhân dân, với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9-11%, giảm 245 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động.